Tôi trúng. Ông giờ gì vậy? Ông bị trúng gió hả? Tôi trúng số. Tôi lấy tiền tôi lãnh xong, tôi qua tôi chuộc cho bà đôi bông tai, bữa bà cầm cho tôi nè. Đó, tôi gửi trả bà rồi nha. Nè, vậy cái số tiền còn lại á, ông đưa tôi cất luôn ha, làm sao? Tôi cất. Ông có tiền rồi ông đối xử với tôi như vậy, ông có trách tôi nghe chưa? Thực ra thì đối với cái tiền mà mình trúng số á, nó không phải được tạo dựng ra bằng công sức, bằng mồ hôi, bằng cái quá trình lao động của mình. Khi mà anh mỗi ngày anh lao động và anh có được một cái lợi tức, thì nó cũng đồng thời hình thành cái năng lực xài tiền của anh. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta gặp nhau trong chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án. Ngày hôm nay, Đình Toàn muốn nói đến với quý vị một câu chuyện mà chúng ta thường hay gọi là một xác suất, đôi khi nó rất nhỏ xảy ra trong đời, đó là trúng số. Một ngày nào đó khi chúng ta trúng số thì cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào? Và vị khách mời mà Đình Toàn muốn mời quý vị gặp gỡ ngay lúc này đã là tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Xin chào anh Đình Toàn và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Có rất nhiều người họ trúng số và cuộc sống của họ thay đổi. Và một câu chuyện mà chương trình đã phục dựng lại và Đình Toàn mong muốn Tô Nha cùng quý vị khán giả theo dõi sau đây. Bà ơi, bà trúng. Tôi trúng. Ông giờ gì vậy? Ông bị trúng gió hả? Tôi trúng số. Tôi trúng số. Trúng số? Ừ. Coi như là một vé tôi trúng được khuyến khích là 100 triệu. Mà tôi mua tới 3 vé là 300 triệu lận đó bà. Chữ không? Tôi về á, tôi lấy tiền tôi lãnh xong, tôi qua tôi chuộc cho bà đôi bông tai, bữa bà cầm cho tôi nè. Đó, tôi gửi trả bà đó nha. Đúng không? Đâu bằng đúng không? Rồi. Đúng rồi. Còn cái này á là 30 triệu. Tôi gửi cho bà. Bà giữ đó có xài gì xài ha. Ha. Nè, vậy cái số tiền còn lại á ông đưa tôi cất luôn ha, làm sao? Số tiền còn lại hả? Tôi cất. Để tôi phòng khi tôi có bệnh ốm đau thì tôi lo. Với lại tiền tôi cho bà như vậy đủ rồi. Thì tôi cất đi, rồi khi nào ông bệnh thì tôi cũng đưa ra, tôi cũng lo cho ông chứ tôi đâu phải tôi cất mà tôi ăn xài gì đâu mà ông sợ. À, đúng rồi, ông sợ tôi cất rồi tôi giữ luôn đúng không? Hay là ông muốn giữ tiền đó rồi ông cho con cái ông chứ gì? Bà lại nữa rồi, tôi đã nói bà rồi, tiền á tôi cho bà nhiêu đó đủ rồi, còn tiền lại tôi giữ. Tôi không cho ai hết, tôi muốn làm gì là quyền của tôi ha. Với lại vậy nè, nếu tôi lỡ tôi cho con tôi á thì cái đó cũng đâu có sai.
mà bà biết tôi rồi ha, ví dụ bà muốn mua cái gì á mà chính đáng thì cứ nói, tôi đưa cho bà mua, có gì đâu mà bà nói. Thiệt á, tôi thấy tôi ngu dại lắm á, tôi mới về đây tôi ở với ông á mà tôi không có cần cái gì hết. Còn tiền đó ông giữ đi, ông giữ đi và ông lo cho con cái ông đó, khỏi cần lo cho tôi. Bà thì nổi điên nữa rồi, tôi đã nói bà rồi, tôi đã nợ bà cái gì rồi tôi cũng chuộc lại cho bà rồi ha. Còn đâu phải là có tiền á là phải đưa cho bà hết, bà giữ đâu. Tôi nói rồi, tiền này là tôi giữ, bà đừng có càm ràm nữa, đừng có nổi điên với tôi nữa. Tôi thấy tôi điên lắm, tôi mới về đây tôi ở với ông đó. Ngày mai á ha, tôi đi thăm con tôi ở trển luôn. Ông có con tôi cũng có con vậy. Nhìn ông á tôi thấy tức quá. Bà không làm gì bà làm. Đó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây có vậy? Rồi, đây, rồi, đi, rồi. Ủa, 6 lên 6. Lên 6, ừ. Rồi. Ui. Cái ông già này bây giờ có tiền rồi sanh thật ha, đam mê cờ bạc. Hồi đó thì ỷ ôi mình năn nỉ này nọ, bây giờ mình đi mấy ngày trời không một lần điện thoại cho mình. Được rồi, ông đối xử với tôi vậy, ông đừng có trách tôi nữa chưa. Còn đâu phải là có tiền á là phải đưa cho bà hết, bà giữ đâu. Tôi nói rồi, tiền này là tôi giữ, bà đừng có càm ràm nữa, đừng có nổi điên với tôi nữa. Tiền á tôi cho bà nhiều đó đủ rồi, còn tiền lại tôi giữ. Tôi không cho ai hết, tôi cũng làm gì của tôi ha. Với lại vậy nè, nếu tôi lỡ tôi cho con tôi á thì cái đó cũng không có sai. Tại ông ép tôi đó, ông nói tôi muốn làm cái gì thì làm cái gì, tôi làm cho ông coi. Không có bà ở đây, bếp núc trống trơn, buồn thiệt.
Đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Thực ra thì đối với cái tiền mà mình trúng số á, nó không phải được tạo dựng ra bằng công sức, bằng mồ hôi, bằng cái quá trình lao động của mình. Nó liên quan mật thiết đến cái năng lực tâm lý của con người. Khi mà anh mỗi ngày anh lao động và anh có được một cái lợi tức, thì nó cũng đồng thời hình thành cái năng lực xài tiền của anh. Và cái năng lực xài tiền đó nó gắn bó chặt chẽ với hệ thống các mối quan hệ mà anh đang có, để anh biết được rằng là tiền này tôi xài cho việc gì, và tại sao tôi xài cho người này mà tôi không xài cho người kia. Và những cái người mà được tôi tính toán đến để xài cái tiền này nè, bản thân họ cũng cảm thấy rất là thỏa đáng, là tại sao là mình được, gọi là mình được xài bao nhiêu đó, mình được giúp đỡ bao nhiêu đó, và cái người khác nào đó sẽ nhiều hơn mình. Tức là cái sự thỏa hiệp nó diễn ra một cách từ tốn và người ta cảm thấy bình thường. Còn với những cái dòng tiền mà mình gọi là bất thình lình, chúng ta nhận được một cái quỹ tiền quá lớn, một đó là cái người gọi là chủ nhân của quỹ tiền á, họ không có năng lực để phân phối dòng tiền, cho nên cái hành vi tiêu dùng của họ nó rất kỳ, nó không có đúng. Và cái thứ hai đó là những cái người có liên quan á, tự nhiên người ta cũng không hình dung được rằng là cái số tiền đó cần phải hành xử như thế nào cho phù hợp, và nó không còn là câu chuyện tiền bạc nữa, giống như câu chuyện ngày hôm nay chúng ta xem. Nếu câu chuyện chúng ta xem từ đầu cho tới lúc ông ấy trúng số và đi chuộc lại đôi bông tai, đi cho tiền một cái người đã kết nối với mình, nhưng không phải là một người vợ chính thức đi, nhưng mà là cả kết nối mình, thì nó một câu chuyện nó lãng mạn như phim vậy. Cái quan trọng là gì nè, cái tình yêu đó nó chưa được thử thách, cho nên mình ngỡ rằng là cái giai đoạn trước đó người ta yêu. À, có nghĩa là họ đến với nhau trong nghèo khổ, trong cái quá trình đồng cam cộng khổ, cái mình nghĩ như vậy là yêu thương nhau rồi. Nhưng mà thực ra nó chỉ đơn thuần là cái tình cảm nâng đỡ nhau trong những cái lúc khốn khó, chứ nó chưa có được cọ xát với những cái thử thách khác, những cái thử thách mà người ta phải cân đối giữa quyền lợi của mình, cái lợi tức mà mình được hưởng thụ trên cái mối quan hệ này là gì. Cho nên là người ta nghĩ rằng là nó ổn, nhưng đấy, một cái khối tiền xuất hiện ngay lập tức, nó trở thành một cái phép thử để mình nhận ra rằng là thực ra vốn dĩ họ đã có yêu nhau hay chưa, chứ không phải là tại thời điểm đó họ còn yêu nhau hay không. Thực ra anh Toàn hỏi vậy bởi vì nếu như họ gắn kết với nhau như thế thì tại sao tới lúc chúng ta có tiền, chúng ta có điều kiện hơn, những tưởng là chúng ta sẽ có cuộc sống nó thoải mái hơn, chúng ta có nhiều cái điều để thỏa mãn hơn, thì chúng ta tốt đẹp hơn, thì lại nảy sinh cái mâu thuẫn. À, tại vì như vậy nè, như ban nãy em nói là đây là một trong những lý do tại sao em sợ trúng số. Thực sự nếu như mà dùng đúng từ chính xác để mô tả về đặc thù tâm lý của em với chuyện trúng số là em sợ trúng số. Vì á, khi mà ngay lập tức anh có một quỹ tiền, anh không có năng lực để anh xài tiền. Mà tiền thực ra nó không phải là cái đích đến trong cuộc sống của chúng ta, tiền nó chỉ là phương tiện thôi. Mình xài tiền vào cái việc gì nó mới là cái câu chuyện cuối cùng trong cuộc đời của mình. Thế thì bây giờ tôi có ít thì tôi xài ít, thì tôi vẫn còn đủ năng lực để tôi có thể làm chủ được cái ít đó. Nhưng mà tự nhiên tôi nhiều tiền quá, cái tôi có cảm giác như là mình dư giả rồi, mình phung phí rồi. Cái thứ hai là gì? Đó là có những cái giá trị ngoài thân mà do tiền nó mang tới. Cái lúc đó mình có thể nhận được ánh mắt ngưỡng mộ hoặc nữ tràng vỗ tay. Cái mình có thể bị hiểu sai lệch về cái giá trị thật sự của mình á. Và thêm cái nữa là cái đồng tiền nó là phương tiện, cho nên cái đáp ứng của nó ngay lập tức. Ví dụ như một ai đó đói, người ta có tiền, người ta mua thức ăn, thậm chí là thức ăn ngon, cái tự nhiên mình thấy cái giá trị của tiền nó rất là rõ ràng. Thì người này đôi khi người ta nghĩ rằng là cái quyền lực tiền bạc đó của họ đó đủ rồi, và điều đó họ không gìn giữ những cái điều nó quan trọng hơn, đó là quan hệ giữa con người với con người. Nhưng thực ra tiền không đủ, tiền nó chỉ là phương tiện thôi đó. Và đôi khi chúng ta biết tiền sẽ cần thiết trong cuộc sống, nhưng không phải là để giải quyết tất cả mọi thứ. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà chúng tôi phục dựng từ một vụ án có thật ở ngoài thực tế. Và trong vụ án đó thì người vợ bị kết án 5 năm trời, một cái thời gian mà Toàn nghĩ là quá dài so với tuổi của người vợ. Chúng ta mất 5 năm lao lý và chắc chắn sẽ là một thời gian để họ phải suy nghĩ rất nhiều về những cái hành động của mình. Cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tô Nha đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi cũng mới hẹn với cái cô gái mà mang thai hộ của tôi á ra nói chuyện. Thì em sẽ mang thai hộ cho anh với giá là 200 triệu. Trong thời gian em mang thai thì anh sẽ cố gắng dành thời gian chăm sóc cho em. Bồi thường gấp 10 lần giá trị hợp đồng. Nếu như em có ý định nhận con hoặc tìm lại con. Thì theo luật hôn nhân gia đình thì người độc thân là không có nhờ mang thai hộ. Chỉ có mang thai hộ là mang thai hộ cho cặp vợ chồng. Và cái người vợ ở trong cái tình trạng là không thể mang thai và không thể sinh con.